ok hai các bạn, các bạn đã quay trở lại với Radar Fitness cùng với Dương đây rồi. Hôm nay cái video này mình sẽ nói về cái vấn đề là các sai lầm tập bụng không giảm mỡ của nữ. Rồi một tuần em tập bụng mấy lần? Nhiều lần hay là ít tập? Ít tập. Đúng rồi, chính xác. Như là lại sau các bạn xem cái video của Dương đi, từ cái lúc mà nặng 55kg đến thì mình giảm và cái mồm heo sáu mấy cũng còn mỡ xíu nè, đó không phải là hết mỡ đâu, còn khá là nhiều mỡ nè. Eo này hả, mới tầm nó hở 60-61, thậm chí 50, có cái đuôi thì nó hơn xuôi thì giảm xuống 59, nhưng mà nó vẫn còn nhiều mỡ. Eo như đuôi nè, đó, tích mỡ nè. Rồi, khi các bạn xem cái video mà giảm mỡ và thay đổi vóc dáng của Juni, các bạn có thể để ý một điều là Juni không tập bụng nhiều. Bởi vì thực chất là khi mà phụ nữ các bạn tập bụng, các bạn không giảm mỡ nhiều. Mà các bạn muốn giảm mỡ nhiều, các bạn phải tập thể lực nhiều. Nha, tập thể lực nhiều rồi, đơn giản tại sao thì khi các bạn tập thể lực nhiều, cái cơ thể các bạn nó vận động, nó đốt được cái lượng mỡ rất là lớn. Và khi mà tập thể lực, những bài nhảy cao, nhảy rung lối, bọc cao, bóng bì, cơ thể các bạn hoạt động tổng lực và đốt được cái lượng mỡ rất là nhiều. Rồi, bài đầu tiên mình muốn chỉ cho các bạn trong cái video ngày hôm nay đó là nhảy rung lối, các bạn để tay lên gì đó, xong rồi nhảy rung lối lên. Đó, thử đó. Khó. 2, 3. Thử 5 cái liên tục coi. 1, 2, 3, 4. Nào em nhảy, em nhảy em đếm nhẹ nhàng bằng cái mũi chân thôi nè, người ta nhảy nè, đếm nhẹ nhàng bụng. Em có 47kg à, anh 76kg, nặng gần gấp đôi em mà. Đếm nhẹ nhàng bằng mũi thôi, cho trường hư thảm nhà mình. Ha, à, đếm nhẹ nhàng bằng mũi thôi. Khó, các bạn hay khó không? Rồi, cái kỹ thuật của nó ở đây. Để mà tập được cái bài này, đếm nhẹ nhàng bằng mũi, đầu tiên các bạn phải tập nhún bằng mũi. Rồi, thử coi. Đây, đã chưa? Rồi. Rồi bây giờ nhúng cao hơn bằng mũi được rồi. Rồi đó, bắt đầu quen chưa? Bây giờ anh nhúng, bây giờ anh để cái tay qua đây là anh nhúng cao hơn bằng mũi nữa được rồi. 8, đầu gối giảm cái tay anh. 2 cái cùng lớn. Lại, lầm xuống, nó khổ quá à, nhẹ nhàng một chút bằng mũi chân thôi. Nhảy rút gối lên. Em đã bằng mũi chân nhẹ thôi. Rồi các bạn tự tập bài này nha, tôi bỏ tay rồi. Rồi ok, hướng dẫn qua cái bài khác đi. Kiểu này chắc video nửa tiếng chưa xong bài này quá. Rồi, tiếp theo là nhảy cao. Các bạn phải tự tập những bài đó, giống như Google rồi. Đó, nhảy gì? Thử có 15 cái nhảy cao vậy, 4 hiệp 5 phút các bạn. Cơ bụng các bạn nó phải gồng, các bạn sẽ thấy dụng đút cái cơ bụng ngay lập tức. Bởi vì cơ bụng các bạn nó gồng, nó cái chân các bạn ơi. Các bạn tốn sức, các bạn đốt mỡ cực kỳ nhiều. Ok ạ. Bài thứ hai, nhảy đụng đầu vô đây, nhảy lên tay chống eo. Rồi hoặc là nhảy với tay cảm tới chân cao. Nhưng mà nhảy gì cực kỳ mất sức thiệt luôn, thử đi. Nhảy đụng đầu đó, gần tới đó, nhảy lên tới nữa, tới nữa, tới nữa, tới nữa. Thấy chưa? Nó không dễ đâu, các bạn phải lấy đà vậy nè. Quật cái tay xuống dưới, quàng cái tay xuống dưới rồi bắt đầu nâng người bật ống cái người bay lên. Đó, thử coi. Đó, cao hơn rồi đó. Thử làm lại quật cái tay nhanh hơn một chút nữa. Quàng lên. Không, đừng có quơ tay giống như cái con gì đó. Dứt điểm cái quàng luôn. Khá được. Rồi, ok. Các bạn đã hãy chọn một cho bạn một cái mức mà nó cao hơn đầu của bạn khoảng tầm 30-40cm, sau đó bạn nhảy cho cái đầu của bạn chạm. Nghĩa là kiếm cái gì nó chạm cho nó an toàn, hoặc là với tay chạm cái gì đó, chạm thanh xạ trên này chẳng hạn nha. Rồi, 4 hiệp nhưng 15 cái, cực kỳ giảm mỡ và đốt mỡ. Rồi, chúng ta đến với bài tiếp theo, đó là bài Bobby. Đây là cái bài mà siêu đốt mỡ, giảm mỡ. Tập đơn giản là như thế này, các bạn nhảy ra, vỗ tay trên, chống người xuống, nhảy ra sau, lên. Rồi, liên tục như vậy, giờ em thử 10 cái cho anh coi coi. Đóng tay xuống. Nhảy lên, 1, tới, xuống. À, nhanh lên, duỗi thấp chân ra. Duỗi thấp chân ra nào, 3, không có để chà chân, tiếp, xuống, 4, tiếp, 5. Duỗi thấp chân ra, nhảy duỗi thấp chân ra, đừng ăn gian. 6, tới, 7, tới nữa. Đừng có bỏ cuộc, hai cái nữa. Rồi, đáng hai cái nữa, nha.
cái box đó, các bạn sẽ bị đốt cạn cái lọ. Nếu các bạn tập một hiệp cái này có 15 cái và 4 hiệp trong vòng 5 phút, các bạn đốt được một cái lượng calo rất là lớn, bởi vì tổng lực toàn bộ cơ thể của bạn sẽ phải hoạt động. Và các bạn phải nhảy vỗ tay, các bạn phải vừa xoay người chống tay xuống đó và vừa phải nhảy người ra sau, cơ thể của bạn hoạt động liên tục và như vậy các bạn sẽ rất mệt và đốt mỡ rất là nhiều nha. Rồi, ok, xong ba cái bài thể lực thì tôi như là tôi sẽ không tha bạn mà tôi sẽ tiếp tục tôi hướng dẫn bạn ba cái bài tập phụ, nhưng mà nó liên quan nhiều đến thể lực. Đầu tiên nó là plank, nhảy rút gối. Các bạn sẽ vào tư thế plank như thế này, rồi giữ người bạn thẳng, nhảy khép mở chân bạn, 1, 2, 3, 4. Rồi yêu cầu là bạn có thể làm được khoảng 15 cái liên tục. Rồi thử nè. Rồi, nhảy ra, nhảy vô, 1, 2, nhảy mong số. Đúng rồi, tới 3, 4, 5, đúng rồi, chính xác. Vậy thôi, rồi các bạn tập thử 15 cái. Rồi, ok. Bài tiếp theo, cũng vô bụng, cũng nhảy, nhưng mà nhảy theo hướng khác. Nó là để gối lên gì, các bạn nhảy rút gối lên. À, thấy không? Vậy nên cơ bụng của bạn nó phải vừa gồng để nó quăng chân của bạn ra trước, ra sau, và nó vừa đốt được cái lượng mỡ khá là lớn, do nó liên quan đến thể lực rất là nhiều. Tiếp, 2, 3, 4, ok, 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 rồi, tốt. Rồi, và thêm một bài tập bụng nữa, nó sẽ hơi khó một chút. Chưa chắc gì tôi nên tập được bài này. Rồi, mà tôi vẫn hướng dẫn cho các bạn, bởi vì các bạn có thể tự tập ở nhà, tôi tin các bạn sẽ tập được. Rồi, duỗi hai tay hai chân ra. Hãy để hai tay hai chân của bạn không chạm đất, và nâng nó lên. Chạm vào nhau, 1, 2, 3, 4. Thấy không? Cơ bụng của bạn sẽ tương gòn và tác động vô đó rất là nhiều. Với cái bài tập này, thấy không? Không có dễ đâu, em thử rồi. Phần lớn các bạn nữ sẽ không tập được bài bụng, tập bụng này. Giờ tôi vẫn hướng dẫn, bởi vì tôi thích tạo ra khó khăn và thử thách cho các bạn. Nếu các bạn sẽ cố gắng một ngày nào đó, các bạn tập được cái bài tập này, thấy không? Khó, nấu năng cùng lúc lên nổi. Rồi, đó, thử lên. Được rồi. Wow, rất là khó rồi, nhưng không làm được. Rồi, ok, không sao, thời gian sau Juni sẽ làm được. Nhưng các bạn tập ở nhà, các bạn cố gắng không làm được nha. Tôi làm lại cho các bạn xem nè. Nha, dễ lắm. Dễ sai á. Đến khi làm bụng các bạn phải chú ý kỹ thuật nha. Tay chân duỗi ra, rồi bắt đầu gồng bụng. Nâng lên, chẳng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, ok. Rồi, như vậy các bạn đã có những kinh nghiệm về việc tập thể lực, nó sẽ giúp bạn giảm mỡ nhiều hơn. Rồi, uống nước tắc nó cũng sẽ giúp bạn giảm mỡ nhiều hơn. Các loại nước trái cây sẽ giúp bạn giảm mỡ nhiều hơn. Tập bụng cũng sẽ giúp bạn giảm mỡ, nhưng nếu mà tập thể lực luôn luôn giúp bạn giảm mỡ nhiều hơn. Tập bụng giúp bạn săn chắc cơ bụng. Và vừa rồi đã hướng dẫn cho bạn bài các bạn tập bụng, nó là tập bụng nhưng mà nó thiên về khuynh hướng thể lực nhiều hơn. Nó vừa vô bụng mà nó vừa theo khuynh hướng thể lực, chứ không phải là bài bụng mà cố định cơ thể hay là ít khao thể lực. Rồi, hãy tập luyện thật sự chăm chỉ, quyết tâm tập luyện lên, gia tăng cường độ để có được cái cơ bụng thon gọn như thế này. Tất nhiên là Juni lợi thế giảm bụng là do chế độ ăn, cái đó nó chiếm phần nhiều lắm. Gần cả năm rồi chưa uống trà sữa, gần cả năm rồi chưa uống nước ngọt, gần cả năm rồi đưa cho miếng bánh thịt ngon tí xíu gì ăn hết một cái bánh kem, cầu cho phải ăn hết 20 mùa sinh nhật may ra mới hết được nha. Hãy luyện tập cái điều đó, làm sao các bạn không ăn được đồ ngọt thì các bạn sẽ rất là tốt. Rồi sao quýnh anh? Anh đâu có dành bánh kem của em đâu. Anh có mua gì mà ăn đâu anh dạ? Anh mua em ăn có nổi không? Anh có mua đây đến. Em có ăn nổi đâu. Em có ăn nổi bánh kem đâu. Có bánh ngọt ăn có tí xíu rồi ăn ngán chịu không nổi rồi. Rồi hôm nay thì rất thích ăn sữa chua rất tốt cho các bạn nha, và nó cũng giúp các bạn giảm mỡ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của Đài Loan Fitness.